Vâng, xin chào các bác nhé. Thì theo yêu cầu một số bác khách thì hôm nay em sẽ test cho các bác nghe cái dòng loa, đó là dòng loa M-Book, sử dụng là 4 tép luôn, bass 25 các bác nha. Dòng loa khá là hay trên thị trường và cũng như là với cái giá mềm mà sử dụng 4 tép. Với dòng loa này nó tương tự như kiểu là 850C của BMW, nhưng mà giá nó mềm hơn nhiều bác nha, rất là hay. Và bây giờ em mời các bác cùng nghe nhé. Em sẽ mở cho các bác cùng nghe. Mà sáng rất là hay luôn á, rất tuyệt vời đấy, giá mềm mà hay như thế này là tuyệt vời luôn. Đánh ngoài trời đấy, ngoài trời đánh rất là hay. Rung tôn luôn nữa, kinh không? Mọi người tính tôn rung không? Đấy, các bác cùng nghe qua đôi loa này em vừa test ở ngoài trời và test thực tế các bác nha. Đừng nhìn là test thực tế thì điện thoại nó không thể hay thâu thua hay được rồi. Vẫn em vẫn hay nói mọi người nhổ ra, chưa cho cháu cho nhổ hết đâu. Nên mọi người lý cho em để những đôi loa mà người ta test nhạc cho các bác nghe phải để cực kỹ xem có tạp âm hay không như thế nào. Còn tất cả đa số bây giờ toàn là test theo kiểu là sử dụng là lừa đảo thôi. Đấy, sử dụng những cái phần mềm rất là đấy để mà qua mặt các bác. Đấy, đang thử loa đây. Cái thử đâm máy không sao. Đấy thì em cho các bác cùng nghe qua đôi loa MacBook này thì đủ thể theo đúng yêu cầu của các bác luôn. Những người mà đang có yêu cầu em test đôi loa này cho các bác nghe. Thì những bác nào có nhu cầu mua đồng loa này liên hệ cửa hàng bên em các bác nha. Và bây giờ em mời các bác cùng xem cái lại cái nội thất của nó các bác nha. Vâng, xin chào mừng các bác đã quay lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Xuân Đức Đỏ. Thì trước mặt các bác đây là một dòng loa khá là nổi hiện nổi tiếng trên thị trường, đó là dòng loa MacBook. Nó rất là quen thuộc của chúng ta, đặc biệt là những dòng loa MacBook, vang MacBook, đẩy MacBook và loa MacBook thì chúng ta sẽ hay gặp hơn, đó là loa và mic, loa và vang thì chúng ta sẽ hay gặp nhất. Thì đối với dòng loa MacBook này, ngày hôm nay lên sóng các bác đây là dòng loa M66, một dòng loa bass 25 màng chống nước 4 tép các bác nha. Với thiết kế nó gần tựa kiểu dáng bên trong á, không tính phần e-căng thì nó sẽ giống cái con 850 của hãng BMW đấy. Nhưng có những cái điểm ưu việt khá là hay ở dòng loa MacBook này. Thì so với giờ thời điểm bây giờ thì thực sự những dòng loa bây giờ về rất là khó và giá cả tăng rất là nhiều, tăng thực sự tăng kinh khủng luôn.
em chưa bao giờ thấy năm nào mà khó khăn như năm nay. Do cái dịch bệnh corona cũng như là nó tác động đến thị trường kinh tế cũng như là chuyện lấy hàng về rất là khó, và mọi người trên cả nước Việt Nam này gần như cũng không lấy được hàng, và em cũng không ngoại lệ các bác nha. Để nhập được một lô loa thực sự em rất là khó khăn, có thể nói là thực sự rất là khó khăn. Em biết là nó sẽ có những cái trở ngại, nhưng do tình hình là mọi người đều có nhu cầu những hệ thống karaoke cũng như là lô loa rất là nhiều, và bên em đã cố gắng lập cho các bác lô loa này với số lượng của nó là khoảng 20 cặp các bác nha. Thì hôm nay em lên sóng các bác đây, lấy mẫu trước các bác là 2 cặp. Đây dòng loa M66 với thiết kế bên ngoài rất là đẹp. Các bác nhìn cho em, nó có những điểm dập, đây điểm dập ở phần e-căng, đây nó nối tiếp được cái phần máng của cái phần tép và phần e-căng, nó có những điểm dập ở giữa và hai bên rất là đẹp. Logo M-Book nằm chính tâm. Nhìn các bác nhìn kiểu dáng phía trước thì nó sẽ tựa giống như những dòng loa của những dạng Yamaha đấy, khá đẹp, nhìn rất là chắc chắn các bác nhé, thùng vách thì đẹp hết. Lô loa này của em là em lấy thật, các bác cũng may mắn, tuy nó lần này lấy giá bị cao nhưng mà nó may mắn được cái là thùng vách đang đẹp hết, lô này rất là đẹp luôn đấy, rất là đẹp các bác nha. Hàng 4 tép đấy, màng chống nước cho các bác luôn. Đặc biệt dòng lô loa này bên em cũng sẽ thay gân cho các bác luôn, cho mọi người yên tâm sử dụng, bởi vì bây giờ mà cũng đầu năm các bác cũng không thời gian đi làm, cho nên tuy là gân động khá là tốt nhưng bên em để cẩn thận, bên em cũng sẽ thay gân cho mọi người yên tâm sử dụng đấy. Đúng ra những lần thay gân thì bọn em sẽ tính cho các bác 100.000, nhưng mà đây là dịp đầu năm thì bên em cũng không tính cái tiền thay gân cho các bác đấy, thế là vui vẻ các bác nha. Thì thông số kỹ thuật em lại cho các bác xem luôn đấy, thông số kỹ thuật ở phía sau đây. Loa rất là nặng các bác nhá, dòng loa này rất là nặng đây. Loa M-Book đấy, loa M-Book, dòng công suất làm việc của nó là 200W đấy, chịu kháng 8 ohm, độ nhạy 93 dB, dải tần từ 45 đến 18 kHz. Mã của nó là M66 các bác nhá. Rất đẹp này. Đấy, thùng loa rất là dày, các bác nhìn nhá, thùng loa rất là dày, nó dày hơn cả thùng của BMW luôn. Đấy, chạm loa rất là đẹp, thằng quắc luôn các bác nhá. Nhìn nó rất là sướng. Đồ loa thực sự là có những dòng loa 4 tép của M-Book thì em khẳng định các bác, chất lượng bass của dòng M-Book này so với Marantz thì nó không hề khác nhau luôn. Nó không hề, chất lượng rất là tốt, đánh bass cực kỳ chắc và gọn luôn. Tép được nâng lên là 4 tép cho nên rất là hay. Và bây giờ em mời các bác cùng xem cái nội thất của dòng loa này luôn các bác nhé. Thì em sẽ quay về cái màng loa trước. Đấy, cái màng loa này em muốn quay các bác. Thứ nhất là màng loa này nó sử dụng màng loa chống nước giống y chang trên dòng loa Marantz. Đấy, giống y luôn. Và kể từ cái nón, từng cái râu cũng tựa giống vậy, chữ M-Book sẽ được in ở phía trên cái màng loa. Từng cái viền của đồng này nó cũng giống của BMW. Đặc biệt là giấy ép nhá, viền này là viền giấy xếp. Đấy, nó sẽ có nhiều lớp giấy xếp lên với nhau để tạo thành gân. Bên em cẩn thận đã thay gân cho các bác luôn, mọi người yên tâm sử dụng. Đấy, đang zin hết các bác nhá, từ cái nón các bác nhìn này là zin hết. Đấy, dòng này là dòng từ kép. Đấy, từ kép cho các bác. Đây, từ kép với cái mã là MFW106966. Đấy, nó cùng 66 là đuôi của cái phần mã của loa này. Đấy, từ kép rất là to, nó giống từ của dòng 850 cũng như là giống từ của thằng Marantz các bác nhé. Côn là côn này là côn 51 ạ. Côn 51 là bao nhiêu đây, khá to các bác nhé, em chưa đo chính xác nhưng tầm 51. Đấy, rất là to. Nhẹn là nhẹn 5 sóng cho độ nhún rộng hơn, độ nhún của nó khá, xem nó sẽ rộng hơn các bác nhé. Rất là đẹp đúng không ạ, bát loa rất là đẹp luôn. Còn về phía tép loa thì nó sử dụng là tép lệch giống y chang trên BMW. Đây, em chưa vệ sinh nên đang còn bẩn quá, nó thông cảm nhé. Đấy, đây kiểu bẩn đang bẩn này, thì dòng tép lệch giống y chang trên BMW, nó cũng kiểu như là lệch nhau, có nghĩa là một cái nó sẽ hơi lệch ra ngoài, một cái nó sẽ lệch vào trong. Nó tạo ra cái dải tép nó sẽ bao quát rộng hơn cái dòng loa này, nó rất là đẹp, kiểu trang y chang dòng 880C hoặc là BMW 450 hoặc là 8850. Dòng tép là tép từ tích kép các bác nhé. Đây, mã nó đây. Đây, cái mã nó đây cho các bác xem luôn. Đấy, cũng là cái đuôi 66 luôn các bác nhé, cùng với mã ST32966. Loa được sản xuất từ năm 2013. Chất lượng từ hồi đó họ làm rất là tốt. Nhìn cái loa thực sự cầm rất là chắc chắn các bác, rất là chắc chắn luôn, nhìn rất là sướng. Đấy, những cái loa phải đẳng cấp luôn các bác nhé. Thì đây, em sẽ cho các bác xem phía trong nội thất nữa. Dòng này thì em thật các bác là không còn gì để bàn về cái phần nội thất của dòng loa này. Thứ nhất về cái bông tiêu âm, thì cái bông tiêu âm
của hãng MacBook này có thể nói là đẳng cấp, đẳng cấp rất là đẳng cấp, về họ làm khá cẩn thận, họ bông tự bông hai lớp. Phần tần thì nằm dưới đây. Họ sử dụng ngay một lớp, đây là lớp này là lớp bông thủy tinh, sợi thủy tinh được bọc trong một cái lớp bọc màng chống bụi đấy, chống bụi thì bụi thủy tinh nó sẽ hơi ngứa, cho nên họ sẽ bọc rất là cẩn thận. Và một trong là một cái lớp bông là bông ép đấy. Đây phần tần rất là lớn, phần tần rất là lớn, cuộn cảm rất là to bác này, số là cũng tạo khó quay quá, phần tần ngược mà nó hơi khó quay các bác nha, nhìn rất là gấu luôn, to hơn bê nhiều, và cái bông của nó làm rất là chắc chắn luôn. Với kiểu bông như thế này thì đảm bảo các bác là cho ra mát phải nói là tuyệt vời luôn, tuyệt vời cho các bác luôn nha, mọi người hoàn toàn yên tâm. Dòng loa này thì họ được bắt vít là ốc khuyên, ốc mịn nha, đóng khuyên đấy bác nha, đóng khuyên và bắt ốc mịn đấy, rất là cẩn thận, rất đẹp luôn đấy. Ống thông hơi, tất cả mọi thứ tuyệt vời. Thì với những đôi loa này trên thị trường, thật các bác luôn cũng không phải giấu giếm, đó là em bán hàng rất là rõ ràng. Với những đôi loa này trên thị trường bình thường giá của nó dao động, trước đây thời điểm mà đang hàng hóa dễ giao thương thì giá của nó dao động tầm khoảng 3 triệu trên 3 triệu một chút, 3 triệu một chút đúng không ạ? Đó là nói thật luôn. Và lô này em về thì 20 đôi, nhưng mà cũng không phải là giấu giếm gì các bác cả. Thì 20 đôi của em thì mất 5 đôi, mất 5 đôi là xấu, rất là xấu. Thì đương nhiên 5 đôi đó em sẽ bán thành lý mọi người sau, em sẽ bán lại trên kênh thành lý sau, em sẽ báo giá mọi người rất là rẻ. Còn 15 đôi thì em sẽ báo giá các bác một cái giá đó là 3.500.000 đồng, 3.500.000 đồng, đó là thực sự luôn, không phải là mắc rẻ gì giờ điểm này. Có thể mọi người bảo mắc thì chúng ta cũng không nên mua, bởi vì tùy nhu cầu, thực sự những ai nhu cầu chúng ta hay mua. Thời điểm này thực sự em rất là khan hàng và không có hàng để bán, và cũng như em biết thời gian này chắc chắn là giá nó sẽ bị tăng lên, bởi vì không có hàng và gần như tất cả những giao thương, những cái người giao hàng hoặc họ khó khăn lắm mới đưa hàng về được, thì giá cũng khá là cao, chi phí rất là cao. Cho nên là cái điều này là đương nhiên và chắc chắn chúng ta, đương nhiên là giá nó cũng không hay lệch nhiều, nó lệch không nhiều, nó chỉ chắc một vài trăm, ok, nhưng quan trọng là em bán cho các bác là loa đẹp đấy. Còn nói những lô đô la 6 thì đương nhiên em hôm nay sẽ bán thanh lý cho mọi người, giá rất là bèo, đương nhiên nó sẽ bù đi bù lại, đương nhiên là cũng chung làm ăn. Thời điểm mà giá cả cao thế này thì chán lắm, nó rất là chán, đó là tâm sự thật. Còn ai mà không có nhu cầu bảo mắc gì thì chúng ta không cần phải bình luận những câu ác ý ở đây. Đó là thời điểm bây giờ rất là khó khăn đấy, nó thật các bác là mấy ngày hôm nay em chẳng có hàng bán rồi, và rất là ngày nào cũng nhận khoảng 200 cuộc gọi đặt hàng nhưng không có hàng, cho nên là em biết cái lượng nhu cầu mọi người rất là cao, và em cố gắng để em nhập được cái lô loa này về đấy, cũng rất là khó khăn luôn, rất là vất vả các bác nhé, không đơn giản đâu. Thì rất là mong được mọi người cũng ủng hộ, bác nào đó có nhu cầu liên hệ em các bác nhé, loa sẽ rất là đẹp và bác là rất là hay, bán bao hay cho mọi người luôn, cái tầm giá nó tuyệt vời hay luôn đấy, rất là hay các bác nha. 4 tép mà, 4 tép vào dòng màng chống nước của dòng MacBook thì yên tâm, thùng vách rất là đẹp và nặng luôn đấy. Thì 3.500.000 một đôi thời điểm bây giờ, ngày hôm nay em báo ngày hôm nay cho các bác nhá, giá là giá ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020, tức là ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch Tết, ngày mùng 10 Tết các bác nhá, năm 2020 đấy. Thời điểm này là đang thời điểm cấm pin, và em xin nói lại nhắc để mọi người, kể cả lần sau các bác có xem video, những bác nào mà vài tháng sau mới xem video, giá ngày hôm nay em báo là báo giá ngày mùng 10 Tết âm lịch, và thời điểm này là thời điểm đang dịch corona và cấm pin, giá rất là căng, rất là khó khăn đấy, em thông báo mọi người biết luôn, để sau đấy là sau này nếu em có bán rẻ hơn, sau này là trong giữa năm này không em lấy được một đôi lô loa thế này, em sẽ có thể sẽ giá tốt hơn chẳng hạn, thì mọi người cũng biết là thời điểm này đó mọi người đã mua được cái giá rất là tốt đấy. Và thời điểm này là em đang bán là ngày mùng 10 Tết âm lịch năm 2020, tức ngày mùng 3 tháng 2 dương các bác nha. Rất được chào đón các bác đến kênh Xuân Lục Đỏ, cũng như ủng hộ để chúng ta cùng có những đôi loa chất lượng cũng như là tốt nhất để chúng ta phục vụ những dịp đầu năm các bác nhé. Mọi người hiện tại vào dịch rất là căng thẳng, và hiện tại tất cả học sinh trên cả nước đã được nghỉ học rồi, và bọn em cũng đang rất là lo lắng, nhất là lo lắng về hàng hóa, thứ hai là lo lắng về dịch bệnh, cũng như là tất cả những người làm của em hiện tại bây giờ cũng không có việc làm, đây cũng rất là lo lắng, tất cả chi phí mọi người cũng đang rất là kiếm để làm nữa, coi như là cũng em cố gắng em có những đôi loa, vọt vài đôi loa, không có nhiều bác ạ, để thực nhất là cũng mọi người có nhu cầu mua thì mua, còn ai mà không có nhu cầu thì chúng ta cũng ok, chúng ta cùng cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này các bác nhé. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Mọi người nhớ đăng xem livestream, ủng hộ cho em một nút like và đăng ký kênh để ủng hộ các bác nhé, cũng như là ủng hộ cho em một nút đăng ký kênh ở kênh Xuân Lục Đỏ Kim Thành Lý Hàng nữa. Bên em sẽ bán những đôi loa thành lý giá rẻ trên đó, kể cả thời điểm tăng giá hay không, bên em luôn luôn kênh Thành Lý Hàng sẽ bán những đôi loa thành lý giá rất là rẻ các bác nhé. Xin chào mừng các bác, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại.